Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại trên channel của Harley. Hôm nay thì Harley muốn review với các bạn về một loại kem chống nắng đến từ nhà British Skin, đó là kem chống nắng kim cương. Thì mình thấy trong thời gian gần đây hãng British Skin này đã cho vào thị trường Việt Nam rất là nhiều loại kem chống nắng cũng như là sản phẩm dưỡng da từ tẩy trang tới ampoule. Vậy thì hôm nay Harley muốn chia sẻ với các bạn cảm nhận của mình sau khi sử dụng loại kem chống nắng kim cương đến từ nhà British Skin với chỉ số chống nắng là SPF 50 cộng và BA 4 số cộng này nhé. Đầu tiên thì mình muốn nói qua về thành phần của sản phẩm này trước. Nghe cái tên đó là Diamond thì các bạn cũng nghĩ rằng nó có thành phần chính đó chính là bột kim cương. Bên cạnh đó thì có cả bột ngọc trai và thành phần centena rau má và thành phần đó chính là lá trà và diếp cá nữa. Đối với cái sản phẩm này ấy, thì các bạn có thể thấy tên của nó là Tone Up. Vậy chính vì vậy, ngoài cái công dụng đó chính là khả năng chống nắng thì hãng có quảng cáo rằng và giới thiệu rằng nó có công dụng làm trắng da nữa. Về thành phần của nó thì nó có thành phần bột kim cương, chính vì vậy mà giúp làm sạch da, dưỡng ẩm sâu và làm cho làn da ngay khi hiệu ứng bôi lên da là sẽ khiến cho làn da trắng hồng rạng rỡ. Chiết xuất từ tràm trà và rau má thì giúp ổn định và tái tạo làn da. Thành phần hydrolyn collagen thì giúp cấp ẩm và tái tạo cho làn da nữa các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này, xem cái chất kem của nó và cái cảm nhận mà khi thoa lên da như thế nào các bạn nhé. Bạn có thể thấy trên bao bì của sản phẩm có chữ Diamond Pure Pink Tone Up, tức là sẽ nâng tông trắng hồng. Và cái chất kem này các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có màu hơi ngả sang hồng hồng một chút. Và kem thì cũng rất là dễ tán các bạn ạ. Mình sẽ thoa thử lên vùng da tay thì các bạn có thể thấy là kem này nó tán rất nhanh và chất kem thì nó sẽ bóng nhẹ như thế này nha. Rất là dễ tán, bóng nhẹ và nâng tông trắng hồng. Bây giờ thì mình sẽ bôi trực tiếp cái sản phẩm này lên da mặt để cho các bạn quan sát nhé. Vừa nãy thì mình đã thoa lên vùng da tay rồi. Các bạn có thể thấy là chất kem của nó khá là mịn và đặc. Và khi mà thoa cái sản phẩm này lên da ấy, thì nó dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Bởi vì nó có nhiều cái thành phần đó chính là dưỡng ẩm và collagen cho da. Và khi thoa lên da thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này nó nâng tông cho da khá là rõ rệt luôn. Nâng tông theo kiểu trắng hồng chứ không phải là trắng bợt đâu nha. Cái sản phẩm này khi mà thoa lên da thì sẽ tạo hiệu ứng đó chính là căng bóng, trắng hồng, glow skin giống như kiểu Hàn Quốc, đúng chuẩn Hàn Quốc đấy các bạn ạ. Vậy nên mình nghĩ sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với các bạn có làn da hỗn hợp thiên khô hoặc là da khô nha. Còn nếu sản phẩm này mà bôi lên làn da hỗn hợp thiên dầu như mình ấy thì nó sẽ hơi bóng và nhờn các bạn ạ. Sản phẩm này dưỡng ẩm rất là tốt nên là phù hợp vào mùa đông. Nếu như mà bạn nào muốn tìm một loại kem chống nắng, nâng tông và phù hợp với làn da hỗn hợp thiên khô và khô thì mình nghĩ cái sản phẩm này đáp ứng được nhu cầu đó. Còn nếu như mà mùa đông các bạn muốn tìm một sản phẩm kem chống nắng có khả năng cấp ẩm và nâng tông và khiến cho da không bị khô thì cái loại kem chống nắng Pretty Skin này thì mình nghĩ là khá phù hợp nha. Mình nghĩ là cái khả năng mà chống trôi của cái sản phẩm này thì không cao lắm đâu các bạn ạ. Mình thấy là rất dễ tán và dễ bị trôi ấy. Chốt lại thì mình thấy sản phẩm kem chống nắng này cũng khá là xứng đáng để các bạn trải nghiệm để mua dùng thử. Đối với làn da hỗn hợp thiên dầu của mình thì mình sẽ không mua lại cái sản phẩm này nữa. Còn đối với các bạn nào có làn da khô thì mình nghĩ ok đấy. Còn mình sẽ mua lại sản phẩm này nếu như mà mùa đông mình muốn tìm một loại kem chống nắng có khả năng cấp ẩm cho da thật tốt. Bởi vì các bạn có thể thấy này, khá là bóng trên bề mặt da của mình bởi vì làn da của mình là làn da hỗn hợp thiên dầu nên là nó sẽ bóng và tạo hiệu ứng như kiểu dầu nhờn đổ nhiều ấy. Vậy nên là nó chỉ có nâng tông khá là ok thôi. Còn đâu da hỗn hợp thiên dầu như mình thì không phù hợp lắm. Các bạn cảm nhận về cái sản phẩm kem chống nắng British Skin này như thế nào? Hãy để lại ý kiến comment của bạn dưới video này nhé. Và nếu như các bạn muốn Harley chia sẻ về một loại kem chống nắng hay một loại kem dưỡng da hoặc review về một sản phẩm nào đó thì cũng hãy để lại ý kiến của bạn dưới video này nha. Đừng quên hãy nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình và nhấn vào nút hình quả chuông nữa để nhận những video đầu tiên khi Harley ra video mới nhé. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau.